Chào mừng quý thính giả đến với podcast Đời Rất Đẹp. Chương trình được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người Khuyết Tật DID Việt Nam. Rất vui được gửi lời chào đến quý thính giả trong số phát sóng đầu tiên của podcast Đời Rất Đẹp. Chuyên mục được thực hiện với mong muốn kể lại những câu chuyện cuộc đời, chia sẻ kiến thức và lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực đến với cộng đồng. Thật đặc biệt, hôm nay, ngày 3 tháng 12, là ngày quốc tế người khuyết tật, cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 17 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật DID. Chúng tôi muốn dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến với các anh chị người khuyết tật, cũng như những người bạn luôn đồng hành trên con đường xóa bỏ rào cản xã hội. 17 năm, một hành trình phấn đấu không mệt mỏi cho cuộc sống tốt đẹp hơn của người khuyết tật. DID tin rằng mọi sự thay đổi trong thế giới mà chúng ta đang sống được tạo nên bởi sự thay đổi từ chính chúng ta. Nhân ngày sinh nhật lần thứ 17, chúng tôi mời các bạn cùng lắng nghe tiến sĩ Võ Thị Hoàng Yến, nhà sáng lập và giám đốc trung tâm DID chia sẻ về thông điệp Đời Rất Đẹp. DID được thành lập và bắt đầu các hoạt động từ 3 tháng 12 năm 2005. Với sứ mệnh xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, trong đó có người khuyết tật. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta có thể chấp nhận được bản thân mình, khi chúng ta biết mở lòng ra để thấu cảm và đón nhận sự khác biệt. Đời rất đẹp, chỉ khi trái tim có thể đến được với trái tim. Tôi tên là Nguyễn Minh Hảo. 13 năm trước, tôi là sinh viên nhận học bổng người bạn đồng hành từ DRD. Hiện tại, tôi đang là nhân viên IT của DRD. Tính đến nay, tôi đã gắn bó với DRD được 13 năm và làm nhân viên chính thức được 2 năm. Tôi cảm nhận DRD như là một gia đình vì các thành viên luôn quan tâm và giúp đỡ nhau trong công việc và trong cuộc sống. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 17 của DRD, tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình DRD. DRD đời rất đẹp cho mọi người mà đặc biệt là người khuyết tật. Tôi tên Võ Thị Lệ Hằng, cũng là ban chủ nhiệm câu lạc bộ xã Hiệp Hạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tôi xin thay mặt tất cả anh chị em bên câu lạc bộ ở tỉnh Tây Ninh có đôi lời chúc đến DRD. Kính chúc các anh chị em làm việc luôn luôn có nhiều sức khỏe và động lực, vui vẻ, và chúc DRD càng ngày càng phát triển nhiều hơn để cho anh chị em người khuyết tật chúng tôi càng ngày càng hiểu biết và không còn tự ti nữa. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 17 của Trung tâm Phát triển Năng lực Người Khuyết tật DRD, lời đầu tiên cho tôi xin thay mặt câu lạc bộ khuyết tật Long Thành xin kính chúc DRD một sinh nhật vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Kể từ năm 2018 cho đến nay, DRD đã hỗ trợ cho anh chị em người khuyết tật tại Long Thành đã được 4 năm. 4 năm qua, anh chị em người khuyết tật Long Thành đã được các thầy, cô và nhân viên DRD tận tình quan tâm hỗ trợ và câu lạc bộ đã và đang phát triển tích cực. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng bản thân tôi và tất cả các hội viên câu lạc bộ xin tri ân tấm lòng trân quý của các thầy, cô và toàn thể nhân viên trung tâm DRD. Một lần nữa, tôi xin chúc các thầy cô và toàn thể nhân viên trung tâm dồi dào sức khỏe, hạnh phúc để tiếp bước hành trình đời rất đẹp. Tôi tên là Nguyễn Thành Phúc, thành viên câu lạc bộ phường Long Thành Trung. Nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày thành lập DRD, xin kính chúc DRD thành công trong tất cả các dự án hỗ trợ người khuyết tật nói riêng và cộng đồng nói chung. Tôi là Bùi Ngọc Hân, đến từ câu lạc bộ người khuyết tật phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Xin gửi lời chúc mừng nhân dịp 17 năm ngày thành lập DRD. Chúc tất cả thành viên DRD sẽ luôn tràn đầy năng lượng, giữ mãi tinh thần nhiệt huyết để thực hiện những dự án hết sức ý nghĩa và thiết thực. Kính chúc DRD sẽ phát triển vững mạnh và luôn sát cánh đồng hành cùng chính quyền người dân ở Tây Ninh và trên những địa bàn khác. Trong suốt hành trình vừa qua, DID đã làm được những gì cho sự thay đổi của người khuyết tật tại Việt Nam và sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình như thế nào? Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ Thạc sĩ Nguyễn Văn Cử, Phó Giám đốc Trung tâm DID. 17 năm qua, DID tự hào đã cung cấp được các hỗ trợ mang tính toàn diện cho người khuyết tật, bao gồm tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ tự doanh, trợ giúp pháp lý, vận động tiếp cận, thành lập và nâng cao năng lực cho các tổ chức của người khuyết tật. Với nỗ lực không mệt mỏi cho cuộc sống tốt đẹp hơn của người khuyết tật, DID đã nhận được sự tin tưởng đồng hành của nhà tài trợ trong và ngoài nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, luật sư, các cái tổ chức xã hội, báo chí, bạn bè thân hữu và các nhà cung cấp dịch vụ trong hành trình hòa nhập người khuyết tật.
Đặc biệt, Đê Đê luôn được sự tin tưởng, yêu thương và ủng hộ của người khuyết tật. Chính người khuyết tật đã góp phần xây dựng nên câu chuyện của đời đất đẹp như ngày hôm nay. Từ một người mặc cảm tự ti ở vùng quê xa xôi, phụ thuộc vào gia đình, nay em ấy đã là một sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng thành phố Hồ Chí Minh. Từ một người bị định kiến, chặt đi câu xấu còn có ít hơn, nay đã là một thạc sĩ công nghệ thông tin, một thầy giáo đào tạo nghề cho người khuyết tật. Từ một người bán vé số, nay em đã trở thành trưởng phòng của một doanh nghiệp lớn. Từ một người không biết chữ, nay đã là chủ cơ sở may và đào tạo nghề miễn phí cho người khuyết tật tại địa phương của mình. Và còn rất nhiều người khuyết tật nữa, với sự hỗ trợ của Đê Đê đã và đang nỗ lực vươn lên hàng ngày. Đê Đê sẽ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh, giá trị và nâng cao năng lực tổ chức để trở thành trung tâm kết nối, huy động nguồn lực và cung cấp các cái dịch vụ chất lượng nhằm góp phần nâng cao năng lực hòa nhập cho người khuyết tật. Đồng thời, Đê Đê cũng phát triển các cái dịch vụ tư vấn đào tạo về hòa nhập người khuyết tật cho các bên liên quan nhằm góp phần xóa bỏ rào cản xã hội. Khi người khuyết tật tăng năng lực, xã hội không còn rào cản thì chất lượng cuộc sống sẽ tăng lên và đời sẽ trở nên rất đẹp. Cùng đi kể những câu chuyện đời rất đẹp.